Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hp photoshop.com. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta blend cái màu theo cái phong cách giống như ở trong MV Nơi Này Có Anh của Shape. Đây, rồi. Thì đây cái đây là một số cái bảng màu mà bên trang web designervn.net nó có post lên. Tất nhiên là cái này cũng từ lâu rồi, ngày 18 tháng 2. Thì giờ mình làm lại thôi. Thì ở đây các bạn có thể để ý là đây người ta gom lại những cái mã màu. Tất nhiên là đây mình không nói là các bạn sẽ làm theo những cái mã màu này ha. Tức là người ta chỉ để tham khảo thôi. Thì đây các bạn có thể thấy, cái đầu tiên á, là cái phần mà chúng ta cần để ý đó là highlight và shadow. Mọi thứ lúc nào về cái blend màu mà nhái màu á, là nào mình cũng nói như vậy đó, là trước khi chúng ta xem xét cái gì á thì xem xét cái highlight với lại cái shadow của cái hình mà chúng ta muốn nhái màu đã. Như đây, ở đây có rất nhiều màu, thành ra là chúng ta sẽ để ý cái điểm chung thôi, là các bạn có thể thấy là đây cái phần contrast nó rất là nó vừa phải chứ nó không có quá cao. À, thậm chí là như ở cái bức hình này đi, mình cảm thấy contrast nó khá là thấp. À, tương tự với những bức hình như thế này. Đó, contrast khá thấp. Và một cái nữa là cái phần sáng và phần tối, bởi vì contrast thấp như vậy á, thành ra là sẽ không có chỗ nào sáng quá mà cũng không có chỗ nào tối quá. Các bạn có thể coi một số cái tông màu shadow như thế này, các bạn có thể thấy không bao giờ có cái nào nó màu đen hoàn toàn cả. Nó tương tự với lại màu highlight, trừ ở đây là phần mặt trời thì mình không nói làm gì. Đó. Như cái phần highlight, phần shadow nó rất là nhẹ nhàng. Và ví dụ như là ở dưới những cái phần bầu trời này đi, thì các bạn có thể thấy là đa số nó sáng nhưng mà nó sẽ ám một cái màu đó, nó khá là bạc bạc như thế này. Đó, nó khá là bạc. Và mọi màu thì nó rất là đẹp ha, màu rất là đẹp. Và còn hai cái vấn đề nữa, thứ nhất á, là cái cách người ta chụp này các bạn này, đây là MV đi, nhưng mà tách cái từng cái frame đây nó vẫn là hình chụp thôi. Thì có thể để ý là theo cái phong cách rất là tối giản, phía sau gần như không có gì cả, biển rễ, kể cả trên áo, chi tiết áo rồi trên những cái họa tiết khác, nói chung tổng thể ảnh là đa số nó rất là nhẹ nhàng và nó không có quá nhiều chi tiết, ví dụ như thế này cả thế nó rất là ít chi tiết. Đó, thì tức là ở đây khi mà các bạn muốn blend cái kiểu này á, thì nhớ sử dụng tốt nhất á, là dành cho những máy mà các bạn gắn sẵn cái sử dụng cái lens xóa phông á, để cho phía sau nó mù mịt đi chút xíu để cho nó đừng có bị lộ cái phông, cũng như là chúng ta chụp làm sao cho nó để ý quần áo của người mẫu á. Nếu chúng ta có thể sắp xếp thì chọn cái nó cơ bản thôi, đừng có mặc áo mà dạng là hoa hòe nhiều quá thì rất là phức tạp và nó không có hợp tông. Thế các bạn thể để ý cái style kiểu chụp như này. Rồi cái cuối cùng nữa là các bạn để ý cái phần chi tiết trên này á, nó khá là bệt á, các bạn khá là bệt. Và căn bản là đây có thể là ở trên video á, thì cái chuyện mà chúng ta làm bệt như thế này là vô tư không có gì cả. Giống như kiểu các bạn chạy ra mà chạy quá tay á, nhưng mà ở trên video thì nó thoải mái thôi. Đó, thành ra là nó cho chúng ta cảm giác rất là mịn ha, rất là mịn. Đó, thì đó là một số cái mà chúng ta sẽ bắt chước theo. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng cái stop này để chúng ta thực hành, tức là mình sẽ làm sao mình nhái từ cái này để ra một cái layer để chúng ta có thể chuyển ra tất cả cái hình khác ha. Rồi, đầu tiên thì ở đây các bạn để ý cái cách mà chúng ta làm cái tông màu từ cái tông màu rất là rực trở về cái tông màu kiểu như thế này á, là không phải chúng ta cứ giảm saturation hoặc là giảm vibrant mà nó ra đâu. Các bạn thể để ý là khi chúng ta giảm xuống này, đó thì nó sẽ có cái màu nó hơi bị nhạt đi chứ nó không phải là chuyển từ tông này sang từ màu này qua màu khác. Và cái mà chúng ta muốn cái chuyện mà chúng ta muốn ở đây là phải chuyển từ tông màu này sang tông màu khác. Thành ra ở đây á, mình đang muốn chuyển rất là nhiều tông màu ở trong cái hình của chúng ta chuyển sang một cái màu khác. Ví dụ như là màu đỏ này nó phải sang cái màu đỏ đô, màu xanh này thì nó phải hơi lợt đi một chút xíu, hoặc là cái màu xanh lá cây thì nó phải hơi nói chung là khử cái màu vàng đi chút xíu. Thành ra là mình sẽ chỉ sử dụng một cái adjustment layer thôi, là mình sẽ sử dụng selective color. Đây, mình sẽ sử dụng selective color ha. Rồi, cái mạnh của selective color ở đây á, là nó cho chúng ta tương tác với tất cả các vùng màu, những cái gam màu mà nó cấu tạo lên hình á, RGB này, RGB này, rồi CMYK có đầy đủ này luôn, nó hai tông màu CMYK và RGB. Chưa kể hôm nay chúng ta có tông màu sáng, màu trung bình và màu tối nữa, white, neutral và black á. Rồi thì ở đây cái chúng ta sẽ chỉnh là chúng ta sẽ chỉnh từng màu. Tuy nhiên ở đây mình sẽ chỉnh đa số là ở trong kênh màu RGB thôi, tức là red nè,
green, blue và có yellow nữa. Các bạn để ý là ở bên cái hình của sếp ạ, là tất cả các screen hầu như chúng ta cảm thấy nó rất là ít xuất hiện cái màu vàng, trừ ở đây ra thôi. Nó rất ít xuất hiện cái màu vàng. Trừ những cái họa tiết mà cái nó màu vàng sẵn thì nó ra như vậy. Còn lại những cái ví dụ như là màu lá cây chẳng hạn thế, thì cái thành phần của cái màu á nó rất là ít màu vàng ha. Cho nên là đây mình cũng muốn làm như vậy đầu tiên. Rồi. Nói chung là tổng thể là như vậy ha, như phân tích hồi nãy rồi đó. Thì việc chúng ta sẽ làm là phải làm sao cho contrast nó thấp và tất cả cái màu nó chuyển sang màu khác, và đa số là thành tố màu vàng sẽ bớt đi. Rồi ở đây đầu tiên là mình sẽ làm ở kênh red trước ha. Về kênh red này thì cái cyan mình sẽ tăng cyan lên một chút để cho tất cả cái màu red đó, tất cả những cái màu có liên quan tới màu đỏ ở trong cái hình này, và mình sẽ chỉnh cái màu xanh ở trong phần màu đỏ của toàn bộ cái hình này. Nó khá là nó khá là gọi là sao, nó khó khó phân biệt. Tuy nhiên là các bạn cứ làm các bạn sẽ hiểu thôi, cứ đụng vô mở lên rồi chạy. Ở đây mình muốn chỉnh cho cái màu cyan, mình sẽ tăng cái cyan, tức là cái màu xanh da trời á. Không hẳn là màu xanh da trời, nó hơi nhạt nhạt hơn chút xíu, màu màu đại khái là màu xanh da trời đi. Thì mình sẽ tăng cái màu xanh da trời ở trong màu đỏ lên, thì chúng ta sẽ có một cái màu đỏ mà nó hơi đỏ đô. Tiếp theo nữa, màu magenta thì mình có lẽ là mình sẽ tăng lên. Lý do mình tăng lên ở đây á, là nó sẽ đẩy cái màu magenta là màu hơi tím tím á, mình đẩy lên một chút xíu để cho ở đây cái phần màu da của chúng ta, da của người mẫu cũng có thành tố màu đỏ trong đó. Thành ra khi mà chúng ta giảm cái magenta đi á, là đồng nghĩa chúng ta tăng cái màu magenta, thì nó đảo ngược lại với lại kiểu như là màu hơi vàng vàng á, kiểu như thế. Cho nên là khi mà mình đẩy cái này, mình sẽ đẩy cái magenta lên chút xíu thôi để chúng ta làm cho cái da nó hồng hào hơn một chút xíu. Rồi yellow như mình nói đó, giảm đi. Ở đây có lẽ là mình sẽ giảm vừa thôi, tại vì khi giảm quá thì các bạn sẽ thấy cái màu da của chúng ta nó sẽ chuyển hẳn sang màu hồng. Và màu hồng của màu da là không đúng ha. Màu màu da thì nó phải có sức sống chút xíu, thì mình giảm vừa thôi. Rồi, đó. Rồi tiếp theo màu black, đây mình nói là mình sẽ trừ màu black đi để cho cái màu đỏ của chúng ta, cái lượng màu đen ở trong thành tố màu đỏ thì nó sẽ bớt đi, tức là màu đỏ của chúng ta nó sẽ nhạt hơn. Ha, nó sẽ nhạt hơn. Đây mình trừ cỡ này. Mình cảm thấy ok. Đây chúng ta có thể bật tắt thì các bạn có thể thấy là cái màu đỏ nó chuyển như thế á. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ sang màu vàng. Màu vàng ở đây mình nói là mình sẽ tương đối mình giảm vàng đi, cho nên là ở cái thanh màu vàng mình trước mắt mình cứ giảm nó nhiều nhiều chút xíu. Đó, màu vàng mình giảm đi chút xíu. Các bạn có thể để ý cái phần lá cây ở phía sau này, xanh lá cây này. Nó sẽ có sự biến đổi, lý do là vì ở trong cái phần màu xanh lá cây nó có màu vàng. Đó thì thành ra là khi mình giảm đi thì màu xanh lá cây ở đây các bạn sẽ thấy nó có sự chuyển đổi. Rồi tiếp theo nữa, màu màu cyan thì mình sẽ tăng cái màu cyan lên. Đó thì các bạn thể thấy đó, cái phần cái màu cyan mà mình muốn nói là cái màu này nè. Nó không hẳn là màu xanh lá cây mà cũng chẳng hẳn là màu blue nữa. Rồi nói chung là mình sẽ tăng lên để cho nhìn nó xanh mướt hơn một chút xíu. Tiếp theo nữa, màu magenta thì có lẽ là mình sẽ tăng lên đi. Đó, khi giảm xuống nhìn nó gớm. Thành ra là mình sẽ tăng lên để cho nó cái màu xanh lá cây của chúng ta nó sẽ hơi có một chút màu 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 tím tím trong đó, thì khi mà trộn vô á, thì nó sẽ rất là hòa hợp. Nó làm cho cái màu của chúng ta nó trở nên nó sao nó có chất màu vàng ở trong đó, nhưng mà thực tế nó không phải màu vàng mà nó là màu tím. Rồi tiếp theo nữa, màu màu cái màu màu đen ở trong, tức là chúng ta sẽ làm đậm hoặc làm nhạt cái màu vàng này. Thì màu đen này mình sẽ tăng cái màu đen lên. Mục đích là để cho cái thành tố màu vàng nó đậm hơn ha. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ sang cái màu green đi. Màu green ở đây thì màu xanh lá cây đó, thì mình sẽ giảm màu cyan đi chút xíu. Giảm màu cyan đi để cho nó đỡ cái nó hơi rực cái màu màu của chúng ta. Cái này để ý là những cái phần cỏ, ra phần cỏ này các kiểu đây nè. Đó thì nó sẽ khá là vàng vàng. Đó, thành ra mục tiêu ở đây mình sẽ giảm bớt cái màu cyan ở cái màu ở màu green đi. Tiếp theo màu magenta thì mình sẽ tăng lên một chút xíu. Đó để cho nó giảm bớt cái nó thêm cái màu vàng vô, nó giống như kiểu màu vàng nhưng mà thực tế nó là màu tím ha. Nói chung là mình cứ tăng lên đã. Rồi yellow nữa, yellow thì mình sẽ giảm đi. Mình sẽ giảm đi cỡ này chẳng hạn vậy. Rồi, black thì mình sẽ đẩy black lên để cho cái màu xanh lá cây của chúng ta nó đậm lại một chút xíu. Rồi tiếp theo nữa qua màu cyan. Cyan ở đây thì nó khá là ít. Thành ra ở phần cyan này có lẽ mình chỉ đơn giản là tăng nhẹ màu vàng lên để cái màu xanh cyan, đây cái màu xanh cyan này nó sẽ chuyển qua nó hơi pha với màu cyan, nó pha với lại màu vàng ấy, thì nó sẽ ra cái màu hơi giống xanh lá cây chút xíu ha.
Rồi chúng ta chuyển qua màu blue. Rồi màu blue ở đây á, thì mình sẽ tăng tăng này lên chút xíu. Đây có để ý cái áo của mẫu á, khi mình tăng cái cyan lên này, đó thì cái màu màu blue của chúng ta nó sẽ đẩy nhẹ, nó sẽ chuyển qua cái màu xanh, mà kiểu màu xanh đô, mình không biết phải mô tả sao nữa, đấy, không có tên, đại khái là nó ra một cái màu xanh, nó không hẳn là màu xanh xanh gốc kiểu như này nữa ha. Mình tăng nhẹ lên thôi, các bạn sẽ thấy nó rất là ít. Tuy nhiên là khi giảm tiếp magenta, mình giảm magenta đi, thì ở đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ chuyển cái màu blue này, nó gần như là màu màu cyan hồi nãy á. Tiếp theo cái blue thì mình sẽ tăng cái yellow lên để cho nó hòa quyện với lại cái khi mà mình tăng yellow ở trong màu blue á, thì nó sẽ cho chúng ta kết quả nó gần giống như là màu xanh lá cây đó, đưa lên đấy. Rồi tiếp theo màu black nữa thì mình sẽ giảm đi để cho nó nhẹ nhẹ lại thôi. Rồi đây kết quả đây dễ nhìn thấy, cho nên là mình sẽ zoom vô, các bạn có thể thấy là màu xanh lá cây này, à, cái màu 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 xanh blue của chúng ta nó sẽ chuyển qua cái màu như thế này nè, khá là vintage. Rồi tiếp theo nữa hai cái kênh màu chính mà chúng ta sẽ làm đây, màu white, phần màu trắng đó, thì đây mình sẽ giảm bớt đi một chút xíu để chúng ta nó sẽ hơi, mình đang muốn cho cái màu ở cái vùng trắng của chúng ta nó sẽ hơi ám một chút xíu màu đỏ và màu cam, đại khái là vùng màu cam đó. Cho nên là mình sẽ giảm màu cyan, giảm màu cyan là tăng màu red ha, giảm màu cyan là tăng màu red, và mình sẽ tăng nhẹ cái magenta lên, và sau đó ở cái phần yellow như nói là mình sẽ giảm cái màu yellow đi. Rồi và màu black thì mình sẽ tăng màu black lên để cho cái màu của ta nó màu trắng nó sẽ trộn với lại cái màu đen á, để cho nó làm cho nó hơi nhạt xuống, và nó sẽ giảm cái highlight ở cái sẽ giảm cái màu trắng ở phần highlight đi. Có lẽ là mình sẽ tăng lên cỡ này. Rồi các bạn thể để ý cái phần highlight ha, đó nó sẽ có cái kết quả kiểu như này, khá giống ở trong clip của sếp ở đấy. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ qua phần black đi. Phần black ở đây á, thì đầu tiên phần cyan mình sẽ giảm đi chút xíu. Màu black này chính là những cái màu shadow đó. Đây có chỗ nào shadow cho mình coi đây ta, không 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 phải đây. Mắt đi. Rồi mình sẽ giảm, mình sẽ đẩy một chút, mình muốn ở cái phần shadow nó cũng sẽ hơi ám cái màu nâu kiểu như thế. Thành ra là ở cái phần cyan này thì mình sẽ tăng màu đỏ và tăng màu vàng lên để cho nó ám, cái màu đỏ với màu vàng nó sẽ ra màu cam. Sau đó mình sẽ giảm bớt cái này đi, giảm bớt màu đen ở trong màu đen đi, tức là chúng ta sẽ làm cho màu đen nó bớt đen hơn á. Đó thì mình sẽ giảm đi cỡ này, đừng giảm nhiều quá, tại vì cái kênh màu trắng và kênh màu đen này nó ảnh hưởng rất là lớn tới hình, thành ra là làm thì làm vừa thôi. Rồi sau khi xong rồi chúng ta sẽ có một cái layer kiểu như này, có thể để ý là chúng ta đã tương tác được cho tất cả các kênh màu ở trong cái hình này chỉ với một layer. Đây các bạn có thể bật tắt thì chúng ta có thể có được cái kết quả kiểu như này ha. Đó thì ở đây các bạn có thể thấy là mình đã blend màu chỉ với một cái layer rồi. Đây mình sẽ mở một số cái hình khác. Và tất nhiên như mình nói rồi đó, là chúng ta sẽ cố gắng kiếm những cái hình nào mà nó chụp theo cái phong cách đơn giản như vậy á, thì nó sẽ phù hợp. Ví dụ như là cái bộ ảnh của anh bút cùi bắp anh bút cùi bắp, cái bộ ảnh này đang làm mưa làm gió rồi đấy, thì mình sẽ chuyển qua đây đó, thì chúng ta sẽ có cái tông màu kiểu như này. À, nên cái này là mới có một layer thôi ha. Rồi ví dụ như là một số cái hình khác kiểu như hình này chẳng hạn vậy đó, thì mình sẽ lấy cái chỉ đơn giản là kéo thả, sử dụng move tool này thì mình sẽ kéo thả cái layer này sang layer này thôi đó, thì chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như này ha. Rồi mình sẽ thử thêm một số cái hình nữa coi sao. À, hình này hình raw thì mình cứ đơn giản mình mở lên là mình thử kéo qua thôi. Đây mình sẽ kéo cái layer này qua trên bên cái hình này. Đó chúng ta có cái kết quả kiểu như này ha. Khá là vui. Mình thử tiếp một cái hình nữa coi sao. À, hình này đi. Hình này thì nó khá giống, thành ra là mình cứ kéo qua thì chúng ta sẽ có kết quả kiểu như thế này. Rồi sau khi xong rồi các bạn có thể tìm cái hình đã, ví dụ đây đây nơi này có anh kiểu thế, mình để qua đây rồi phóng to ra chút xíu. Cái chữ này là có sẵn rồi ha, thì cái chữ này nó đang là hình luôn á, cho nên là chúng ta không sửa được. Rồi ở đây mình sẽ đổ cái màu cho cái chữ này, click đôi vào cái layer ha, và mình sẽ check vào cái color overlay.
Ở đây mình sẽ tích vào đây và mình chọn cái màu nào đấy và mình cảm thấy nó ok nhất có thể. Đây, mình chọn màu này đi. Xong. Đó, thì đó là cái cách chúng ta blend cái màu của chúng ta khá là đơn giản. Và đừng quên like, subscribe và share cái video này nếu như các bạn thực sự thích. Đừng quên click quảng cáo và comment phía dưới cho mình biết các bạn muốn tút sau mình sẽ làm về cái vấn đề gì ha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Bye.